Rồi bên em mới về một con 3.010 nha. Rất là đẹp. 3.010 VIP Pro luôn, trợ lực lái nha. Đây nha. VIP Pro luôn, con này gần như không có đối thủ luôn nha. Đẹp xuất sắc luôn. Thì chưa dọn dẹp, em quay một cái cảnh khi chưa dọn dẹp cho mấy bác coi, rồi khi dọn dẹp xong xuôi nó như thế nào. Rồi bác mấy bác coi rồi đánh giá nó. Con này thì gần như đẹp có cửa luôn, không thể có con nào đẹp hơn được. Đây nha, tình trạng xe chưa dọn nha. Một con xe 3.010 mà đẹp như thế này đây. Đấy, tình trạng xe chưa dọn nha. Đấy, đây đất đai còn bám lung tung là tăng hết. Đây cầm cầu chưa dọn nha, chưa dọn dẹp một cái gì luôn á. Đây nha, chưa dọn dẹp mà nó đẹp như này đây. Rồi lát nữa sẽ có em dọn dẹp xong nó, đây sẽ có video dọn dẹp về con này cho mấy bác coi, em sẽ ghép nối video lại. Rất là đẹp. Đấy, củ đề lung tung. Đây chưa dọn nha, con này khẩy cái nổ thôi, rất là VIP. Nhưng mà giờ hiện tại vừa nãy bọn em nổ máy nhưng mà giờ đã lấy bình đi rồi này, nó không có bình nên là không test lên được. Còn đâu làm xong xuôi hết rồi cho mấy bác coi tem tiết của nó này, rất là đẹp. Đây nha, rất là đẹp. Đây có máy che luôn nha, máy che zin của Nhật luôn nha. Đây, bên máy che rất là VIP Pro. Rất là đẹp nha mấy bác nha. Thì bên em khỏi chê luôn, một con xe rất là đẹp. Rồi thì rồi em sẽ có video khi dọn dẹp xong cho mấy bác coi về con này. Con này thì đẹp xuất sắc luôn, có mấy che. Đây những cái này của nó không tuyệt vời luôn. Đây, tần số xe chưa dọn mà như thế này đây. Tôi đưa nó vô khuôn để dọn dẹp nha, có máy che luôn nha. 3.010 rất VIP. Rồi bây giờ bọn em sẽ dọn dẹp con này. Đây nha, con 3.010 sau khi bọn em dọn xong. 3.010 sau khi dọn xong nha. Dọn thì bên em chỉ rửa ráy lại thôi chứ không có làm gì hết á. Rửa lại thôi nha. Mấy bác coi những cái cảng của nó này, VIP Pro luôn. Nó đẹp không tì một cái vết tích gì luôn. Công nhận là đẹp cực đỉnh luôn, phải là đỉnh. Nguyên rin nha, màu này nguyên rin, chưa dặm vá, chưa một cái gì cả. Màu sơn còn láng e luôn, rất là đẹp. Một con 3.010. Bọn em dọn xem xong là em cho mấy bác coi video khi chưa dọn và video khi dọn rồi để mấy bác có thể chốt hết. Kênh em bán đi khắp nơi nha. Đây những gác chân này mấy bác coi này, tuyệt vời luôn, rất là đẹp. Đây cái này gần như chưa đạp bao nhiêu luôn, chưa đạp bao nhiêu luôn nha. Nguyên rin á chứ không phải là như này như kia. Mấy bác coi cho cụ thể nha. Đây bọn em đổ nhớt cầu vào đây thì nó lem ra đó ít thôi. Xe còn tuyệt đỉnh, tuyệt đỉnh song ca. 3.010. Đây từ những cái bơm nước, cánh quạt tản gió, bơm nước. Đây
Rất là đỉnh nhá. Bên em về như nào để như vậy, nó rỗ rỗ thôi. Mấy bác ưng thì em sẽ sơn lại cái đầu cái lát này. Còn nó nguyên bản nhá, về như nào là em để như vậy luôn ạ. Thì xịt rửa lại là xong. Đây đường rong cái lát này, không gian mà rất là đẹp. 3T84 nha mấy bác nha. Con xe tuyệt đỉnh luôn. Con xe này thì khó có được con nào được hơn con này. Bô rồi bọn em ráp lại thôi. Đây. Nguyên bản nguyên linh. Được tuyệt vời. Trợ lực lái. Tuyệt vời luôn nha. Con như thế này kiếm không ra đâu. Mấy bác biết là con xe cỡ này thì kiếm gần như không thể có nha. Quá đẹp. Đây ốc này, mấy bác coi dàn ốc nó này. 3.010 mà còn con xe như thế này. Màu xin sơn rin luôn, gương kính màu sơn rin luôn nha, rất là đẹp. Bơm nước nó đây, rất tuyệt vời luôn. Rất là đẹp nha mấy bé nha, một con 3.010. Tuyệt vời lợi. Chào bác nha. Ừ, chào mấy bác. Chào bác nha. Ba nghìn mốc mười nha. Con này đẹp xuất sắc. Cũng lâu nhờ, gần như không không có con nào đẹp hơn con này hết. Lốp đây còn rất là vip. Còn nói chung cũng được. Thao chạy. Đây, bác móc cho hậu. Thanh tre. Có máy tre luôn. Bấm che luôn nha, đây số bừa của nó đây. Con xe tuyệt đỉnh song ca nha. Con xe như này mấy bác kiếm hơi khó. Đây. Cổ răng, cổ đốc, có xíu gì ở tì vết hết. Con xe rất là đẹp. Đây nha mấy bác nha. Kiếm kiếp một cái hậu đầy đủ như thế này luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Một con 3.001 có đèn đuôi hậu đây luôn. Một con xe mấy bác thấy cái đèn đuôi nó còn đẹp tuyệt vời luôn.
Rồi bây giờ em sẽ test cái máy này lên cho đủ con còi luôn. Rồi giờ em test cái máy này lên cho mấy bác nghe tiếng máy của em nữa nha. Con này thì rất là nhẹ nhàng, đề cái nổ thôi. Đấy. Vip Pro luôn nha. Do nó chưa có ống bô nên là nó nổ hơi ồn, mấy bác thông cảm. Tịch tịch xong ca nha. Mấy bác có thể nghe tiếng máy của nó. Rồi, cậu em. Thì mua được thì em lắp bô vô đầy đủ hết. Đâu có đó. Rồi. Fit Pro luôn. Em xem. Rất là đẹp nha. Có máy che. Con này đỉnh của đỉnh luôn nha. Con này đỉnh của đỉnh luôn á. Đỉnh của đỉnh luôn á, chứ không phải đơn giản đâu. Rất là đẹp. Được chê được cái điểm nào. Rất là đẹp. Con này có máy che nha. Về là có máy che sẵn. Rồi một lần nữa cảm ơn mấy bác nha. Con này 76 củ. Rồi. Alo rồi bốc.